Cảm ơn vì sự quan tâm của các bạn. Thưa đồng chí Tổng Tư lệnh Tối cao, tôi sẽ bắt đầu báo cáo của mình với chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngày nay ở Ukraine, Nga đang chiến đấu chống lại các lực lượng tập thể của phương Tây, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã gửi vũ khí đến Ukraine, huấn luyện quân nhân của Kiev, cung cấp cho họ thông tin tình báo, gửi cố vấn và lính đánh thuê, đồng thời tiến hành một cuộc chiến thông tin và trừng phạt đối với Nga. Các nhà lãnh đạo Ukraine đang dùng đến chiến tranh bị cấm, bao gồm các cuộc tấn công khủng bố, giết người theo hợp đồng và sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại dân thường. Các nước phương Tây đang cố gắng phớt lờ điều này, cũng như các trường hợp tống tiền hạt nhân, bao gồm các hành động khiêu khích chống lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và kế hoạch sử dụng cái gọi là bom hạt nhân bẩn. Rõ ràng là tình hình hiện tại chủ yếu có lợi cho Hoa Kỳ. Nước này đang tìm cách lợi dụng nó để duy trì sự thống trị toàn cầu và làm suy yếu các quốc gia, bao gồm các quốc gia đồng minh ở châu Âu. Mối quan tâm đặc biệt là việc xây dựng sự hiện diện trước của NATO gần biên giới Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus, cũng như lợi ích của phương Tây trong việc kéo dài chiến sự ở Ukraine càng nhiều càng tốt để làm suy yếu thêm đất nước của chúng ta. Sau những lời thú nhận của bà Merkel, Poroshenko và các chính trị gia khác về mục đích thực sự của các thỏa thuận Minsk, mọi người đều thấy rõ ràng rằng Nga không phải là nguồn gốc của cuộc xung đột ở Ukraine. Lý do là cuộc đảo chính do phương Tây tài trợ ở Kiev năm 2014, đưa các lực lượng chống Nga lên nắm quyền và chia rẽ hai dân tộc anh em. Điều này đã gây ra một cuộc đối đầu vũ trang ở Donbass. Chúng tôi đang hành động để cứu người dân khỏi nạn diệt chủng và khủng bố. Nga luôn sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng và hòa bình. Quân đội Nga tiếp tục phá hủy các mục tiêu quân sự, thực hiện các cuộc tấn công lớn có độ chính xác cao và hệ thống kiểm soát quân sự, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và các cơ sở liên quan, bao gồm cả các cơ sở năng lượng. Họ đang phá hủy chuỗi cung ứng vũ khí nước ngoài và đè bẹp tiềm năng quân sự của Ukraine. Đồng thời, mọi biện pháp đang được thực hiện để loại trừ trường hợp thường dân thiệt mạng. Kết quả là, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã phải chịu tổn thất đáng kể. Một phần đáng kể vũ khí và thiết bị mà họ có được khi bắt đầu hoạt động đã bị phá hủy. Để bù đắp cho những tổn thất này, Hoa Kỳ và các nước NATO khác đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho chế độ Kiev. 27 quốc gia đã chi 97 tỷ đô la cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cao hơn nhiều so với chi phí vũ khí mà họ đã bỏ lại ở Afghanistan. Một số vũ khí mà quân đội Mỹ bỏ lại ở Afghanistan đã rơi vào tay bọn khủng bố và đang lan tràn khắp thế giới. Không ai biết vũ khí ở Ukraine sẽ kết thúc ở đâu. Cần lưu ý rằng các sĩ quan tham mưu NATO, lính pháo binh và các chuyên gia khác đang ở trong khu vực chiến sự. Hơn 500 phương tiện không gian của Hoa Kỳ và NATO, bao gồm hơn 70 phương tiện quân sự và phần còn lại sử dụng cho mục đích lưỡng dụng, đang hoạt động vì lợi ích của lực lượng vũ trang Ukraine. Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đang chi những khoản tiền đáng kể để gây ảnh hưởng thông tin và tâm lý đối với Nga và các đồng minh của chúng ta. Chúng tôi đã nhận ra đầy đủ ý nghĩa của báo chí phương Tây được cho là tự do. Hàng ngàn thông tin giả mạo về các sự kiện ở Ukraine được xuất bản hàng ngày theo cùng một mẫu theo đơn đặt hàng của Washington. Hàng trăm cơ quan truyền hình, hàng chục nghìn ấn phẩm in và tài nguyên truyền thông trên mạng xã hội và người đưa tin đang làm việc để đạt được mục tiêu này. Sự im lặng của truyền thông phương Tây về tội ác chiến tranh của quân đội Ukraine thể hiện đỉnh cao của sự hoài nghi. Trong khi đó, chế độ tội phạm Tân Quốc xã ở Kiev đang được tôn vinh. Các phương pháp khủng bố của lực lượng vũ trang Ukraine được gọi là hành động tự vệ hợp pháp. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine có vũ trang thường ở tuyến sau để đảm bảo không ai rút lui. Chúng tôi nhận được báo cáo hàng ngày về các vụ bắn giết quân nhân Ukraine từ chối tuân theo mệnh lệnh. Chúng tôi phải tăng cường sức chiến đấu và quân số của quân đội để ổn định tình hình, bảo vệ các lãnh thổ mới và tiến hành các hành động tấn công tiếp theo. Chúng tôi đã tiến hành động viên một phần cho mục đích này. Điều đó đánh dấu sự trưởng thành của xã hội Nga và là một thử thách nghiêm trọng với đất nước và lực lượng vũ trang của nó. Hoạt động động viên đã không được thực hiện kể từ sau chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Hệ thống chuẩn bị động viên cơ bản thậm chí không hoàn toàn thích ứng với hệ thống kinh tế mới. Đây là lý do tại sao khi bắt đầu động viên một phần, chúng ta gặp khó khăn trong việc thông báo và kêu gọi công dân trong các khu vực. Chúng tôi đã phải khắc phục tất cả các vấn đề trên
Chúng tôi đã thay đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự của các cơ quan hành chính quân sự trong các đơn vị và đội hình nhanh nhất có thể và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để cải thiện tất cả các loại hỗ trợ. Các biện pháp động viên cục bộ được thực hiện đầy đủ đúng thời hạn. Khoảng 300.000 quân dự bị đã nhập ngũ. Những nỗ lực phối hợp của các cơ quan chính phủ liên bang và khu vực đã đóng một vai trò quan trọng trong khía cạnh này. Tôi muốn đặc biệt đề cập đến sự tham gia tích cực của các công dân Nga. Hơn 20.000 người đã tình nguyện nhập ngũ mà không cần chờ thông báo. Để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia, hơn 830.000 người đã được miễn quân dịch. Họ được tuyển dụng trong các công ty của ngành công nghiệp quốc phòng và các lĩnh vực quan trọng về mặt xã hội khác có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động của nhà nước. Do các quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao, những công dân được huy động được hưởng các quyền lợi và đảm bảo giống như nhân viên phục vụ theo hợp đồng. Quân nhân được điều động sẽ được huấn luyện tác chiến từ rèn luyện kỹ năng cá nhân đến gắn kết đơn vị. Các cơ quan quân sự, chính trị phải gánh trên vai một gánh nặng to lớn. Điều này đã khẳng định tính đúng đắn của quyết định thành lập họ vào năm 2018. Đồng thời, vẫn còn nhiều việc phải làm để nhân viên sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu. Nhìn chung, việc động viên từng phần giúp nâng cao tiềm năng chiến đấu của quân đội và tăng cường chiến đấu. Quân đội đã giải phóng một khu vực rộng gấp 5 lần diện tích mà các nước Cộng hòa Nhân dân Lugan và Donetsk đã kiểm soát trước ngày 24 tháng 2. Và cuối tháng 5, quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn trung tâm công nghiệp lớn Mariupol khỏi tay bọn quốc xã. Chế độ Kiev đã biến thành phố này thành một khu vực kiên cố hùng mạnh với trung tâm là khu công nghiệp Azovstal. Sau các hoạt động thành công của lực lượng vũ trang Nga và lực lượng dân quân Donetsk, hơn 4.000 chiến binh đã bị tiêu diệt và 2.500 người theo chủ nghĩa dân tộc và quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã hạ vũ khí đầu hàng. Cuộc sống yên bình đang được tái lập. Các cảng Berdyansk và Mariupol đã hoạt động hết công suất. Chúng ta có thể triển khai các căn cứ tàu, dịch vụ khẩn cấp và cứu hộ và các đơn vị sửa chữa của hải quân ở đó. Biển Azov một lần nữa trở thành biển nội địa của Nga như trong suốt 300 năm lịch sử của dân tộc chúng ta. Kết nối đất liền với Crimea bằng đường bộ và đường sắt đã được khôi phục. Dịch vụ đường sắt với Donbass sẽ sớm hoạt động trở lại bình thường. Hàng hóa đã được chuyển đến Mariupol, Berdyansk và các khu dân cư được giải phóng khác từ vài tháng nay. Việc kiểm soát kênh đào Bắc Crimea giúp khôi phục nguồn nước cấp cho bán đảo, nơi đã không tồn tại trong 8 năm do phong tỏa nước và năng lượng. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các thành viên của quân đội Nga đã thể hiện lòng dũng cảm, sức chịu đựng và sự cống hiến. Hơn 100.000 người đã nhận được các giải thưởng nhà nước, trong đó có 120 danh hiệu anh hùng liên bang. Hơn 250.000 quân nhân chính quy đã nhận được kinh nghiệm chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngày nay, lực lượng vũ trang Nga đang tham gia tích cực vào việc thiết lập cuộc sống hòa bình trên các vùng lãnh thổ được giải phóng. Họ đã rà phá bom mìn trên hơn 27.000 hectare đất. Tại Mariupol, các nhà thầu quốc phòng đã xây dựng 12 khu dân cư và tiếp tục xây dựng 6 khu khác, cũng như một trường mẫu giáo và trường học. Tại Lugan và Mariupol, việc xây dựng 2 trung tâm y tế đa năng với trang thiết bị mới nhất và 260 giường bệnh đã được hoàn thành trong thời gian kỷ lục. Nhiều việc đang được thực hiện để khôi phục nguồn cung cấp nước ở các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan. Công trình thủy đạo với tổng chiều dài hơn 200 km đã cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1,5 triệu người. Một tuyến đường thủy dài 194 km từ sông Đông hiện đang được xây dựng để đảm bảo cung cấp nước cho Donetsk. Nhìn chung, chiến dịch quân sự đặc biệt đã thể hiện trình độ chuyên môn cao của chỉ huy các cấp và sự sẵn sàng của quân đội để hoàn thành những nhiệm vụ chiến đấu phức tạp nhất. Các mẫu vũ khí và thiết bị quân sự của chúng ta đã khẳng định độ tin cậy và hiệu quả đặc biệt của chúng. Chiến dịch quân sự đặc biệt đang tạo ra một cơ hội duy nhất để phân tích các phương pháp tiến hành các hoạt động kết hợp hiện đại, cũng như các lực lượng và phương tiện được sử dụng trong đó nhằm mục đích hoàn thiện các kế hoạch cải thiện lực lượng vũ trang. Công dân Nga đã hỗ trợ chưa từng có cho giới lãnh đạo quốc gia và lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Điều này được chứng minh bởi sự thống nhất của quân đội và xã hội. Trong năm nay, Bộ Quốc phòng đã và đang giải quyết và tiếp tục giải quyết một số nhiệm vụ quan trọng khác. Và đầu năm nay, chúng ta đã tiến hành một chiến dịch chung với các nước CSTO nhằm ổn định tình hình ở Kazakhstan và ngăn chặn một cuộc cách mạng màu ở nước này. Các đơn vị quân đội Nga vẫn là lực lượng bảo đảm chính cho việc gìn giữ hòa bình ở Syria và Nagorno-Karabakh. Trong năm nay,
họ đã tiến hành các hoạt động nhân đạo, gỡ mìn và viện trợ y tế cho người dân. Chúng ta duy trì bộ ba hạt nhân của mình ở mức độ răn đe chiến lược, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân chiến lược ở mức chưa từng có là 91,3%. Việc tái trang bị hệ thống tên lửa đất đối đất cơ động Yak cho hai trung đoàn tên lửa đã được hoàn thành trong lực lượng tên lửa chiến lược. Thêm một trung đoàn được trang bị tên lửa Avangard với phương tiện lượn siêu thanh đã được đưa vào trực chiến. Các vụ phóng thành công tổ hợp tên lửa hạng nặng SAMAT mới trong các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đã giúp nó có thể bắt đầu triển khai. Lực lượng hạt nhân hàng không chiến lược đã nhận được một máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160M và một máy bay Tu-95M. Năm nay, 73 cuộc tuần tra trên không đã được tiến hành, trong đó có 2 cuộc phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Các tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại các khu vực được chỉ định ở các đại dương trên thế giới. Hải quân Nga đã tiếp nhận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Borea được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao khả năng tác chiến của các ngành, các loại quân trong lực lượng vũ trang. Lực lượng hàng không vũ trụ đã phát triển thêm hệ thống không gian thống nhất và phóng phương tiện không gian Kupol thứ 6, cho phép giám sát liên tục các khu vực nguy hiểm về tên lửa ở Bắc Bán Cầu. Đào tạo hàng không đang được phát triển đều đặn. Do sự xuất hiện của các mẫu máy bay huấn luyện mới, số giờ bay của các học viên đã tăng hơn 1/3. Năm nay, chứng kiến lớp nữ phi công đầu tiên tốt nghiệp. Hơn một nửa trong số họ tốt nghiệp xuất sắc. Hải quân đã nhận được một tàu ngầm tiên tiến, 6 tàu mặt nước, 3 pháo hạm, 11 tàu và thuyền hỗ trợ và 2 tổ hợp tên lửa bờ. Việc giao hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon trên biển được tiến hành. Công tác chuẩn bị cho tàu khu trục đô đốc hạm đội Liên Xô Goskov trang bị các tên lửa siêu thanh phục vụ chiến đấu ở một khu vực không có kế hoạch ở các đại dương trên thế giới và đã bước vào giai đoạn cuối. Một yếu tố quan trọng của việc thực hiện mệnh lệnh quốc phòng năm 2022 là việc cung cấp vũ khí và thiết bị cho lực lượng vũ trang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Để tăng cường khả năng chiến đấu, việc cung cấp các hệ thống chủ lực đã được đẩy nhanh từ năm 2024 và 2025 đến năm 2023. Một lịch trình 10 ngày đã được hình thành để hợp lý hóa việc biên chế. Việc thực hiện đó đang được giám sát bởi một nhóm công tác chung của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Công nghiệp Quân sự, Bộ Công thương và các doanh nghiệp quốc phòng. Việc phân bổ năm 2022 đã được phê duyệt, bao gồm việc cung cấp thêm vũ khí và thiết bị, cho phép chúng ta tăng việc cung cấp vũ khí chủ lực cho các lực lượng vũ trang lên 30% và cung cấp đạn dược cho các hệ thống pháo binh và tên lửa cũng như máy bay từ 69 đến 109%. Đồng thời, việc thực hiện mệnh lệnh quốc phòng liên quan đến vũ khí chủ lực đã đạt 91%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.